Dạ, mến chào quý bà con nha. Ở clip trước thì mình cũng đã chia sẻ về một số hoạt động của các bạn thanh niên tình nguyện mùa hè xanh về xã Hiếu Nghĩa để thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Hôm nay thì các bạn sinh viên tình nguyện mùa hè xanh đợt 2 sẽ tiếp tục các phần việc của mình để hoàn thành cái chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2022 nha quý bà con. Thì trước mắt quý bà con là một số hình ảnh về các hoạt động của các chiến sĩ thanh niên tình nguyện. Thì mời quý bà con hãy cùng theo dõi nha. À, kênh của chị là Công dân Hiếu Nghĩa. À, Facebook là Công dân Hiếu Nghĩa, rồi YouTube là Công dân Hiếu Nghĩa luôn. À, dịch nước ở trước cửa đây nè. Hôm bữa đi gắn bản cầu tự quản á. Cho xin lại cái len kia, đi cái len này luôn. Ê, mấy bạn ở nhà là có làm cỏ không? Không. Nhà bạn là ở đâu? À, Hậu Giang là chắc cũng trồng trái cây đồ nhiều không? Ở huyện nào? Em ở huyện Nhị Thị. À. Ai uống nước trà hay không? Cái bình cổ đó. Huyện Nhị Thị vậy là giáp với Kiên Giang rồi. Dạ đúng rồi. Rồi Kiên Giang. Chạy qua Kiên Giang khoảng tiếng rưỡi. Là cơn nhà cũng thuộc quốc lộ 61C không hay là đi vô trong nữa? Dạ em xích vô trong mới chạy luôn quốc lộ. Ba căn. Cái này là mình nghỉ với lao mà. Cho anh Hào tặng cho. Còn đây là táo. Còn đây là chóc. Còn đây là gì vậy? Hỏi. Rồi, cảm ơn anh Hào cùng với bạn Thảo nhiều lắm. Xã Hiếu Nghĩa. À, cảm ơn rất là nhiều và hy vọng là anh sẽ tài trợ tiếp mình ra. Cảm ơn.
À, bạn Khánh ơi, mà nước uống này nè là do chị Thùy Linh á, có vật tư xây dựng Thùy Linh hỗ trợ cho các bạn 300 ngàn để uống nước nha. Dạ, thay mặt đội hình của xã Hứa Điện, em xin cảm ơn chị Linh đã hỗ trợ cho tụi em 300 ngàn tiền nước. Và hy vọng là lần sau chị em sẽ hỗ trợ tiếp cho tụi em. Và dạ, em sẽ cố gắng hết sức để vì cảm ơn cho xã Hứa Điện. Rồi, cảm ơn bạn nha. Đồng thời cũng cảm ơn chị Linh nha. Ít khó thì mấy em cho con tô sao. Trời ơi, tác phẩm nghệ thuật bên đây á. Chích quá. Rơi nóng quá dùng người xanh này. Trời ơi, đâu có được chấm nữa. Nhìn như nó chảy máu rồi chị ơi, thôi thôi đừng. Đừng. Quân xin dừng tay thôi, chết nữa. Nữa lấy nữa mẹ. Đứng quân nghĩ cho ba tâm. Đứng quân nghĩ cho vậy. Con nhận ba tâm. Lấy cái đó rồi. Ủa. Nhỏ màu thôi. Bây giờ là tại giờ lại tô cái lu lu nó đi cho dễ. Chưa mới về đúng không? Ừ, chưa mới về. Là em về chụp hình để mình mới được về nha. Ok em. Dạ hôm nay là sáng ngày 14 tháng 7 năm 2022. Các bạn sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh kết hợp với chi bộ và chính quyền ấp Phú Văn sẽ tiến hành là mé nhánh cây để tạo cảnh quan môi trường sáng xanh cảnh đẹp ở đoạn đường kênh 60 thuộc khu vực ấp Phú Văn nha quý bà con. Toàn bộ thủy đội của em là Mùa Hè Xanh cảm ơn chị vì tài trợ này, mời chị tài trợ tiếp. Chị Quyền ở ấp Phú Văn. Rồi thay mặt các bạn cảm ơn chị Quyền nha. Lúc nãy thì mình quay livestream đó thì chị Quyền chỉ thấy nên chị có nhắn tin là chị hỗ trợ nước cho các bạn. Ăn cái gì? Những trải nghiệm thật là táo bạo. Nè, có chưa? Nó chưa chín mà. Mà vậy là ăn được rồi. Chín quá nó mà mèo à. Nè, chị ăn nè. Thấy bình thường. Khùng ngơ luôn hả? Thôi này, ăn cái đi. Lấy đất này về làm cái nồi. Dạ, mười rưỡi anh. Mười giờ rưỡi là mấy em mới có ăn sáng rồi đó.
Tuy nhiên những vấn đề này thì thầy rất mong là các em ghi nhận lại, tại vì mình còn tham gia những chiến dịch lần sau nữa ha. Và đây là những bài học rất là quý báu để cho các em tích lũy kinh nghiệm để những lần sau, những lần sau mình thực hiện tốt hơn. Về cái mặt tổng thể thì báo cáo 5 nội dung thì cơ bản là các em bằng mỗi cái đánh giá theo cái kế hoạch để cho đạt được đạt ra được kế hoạch tên tên Hiếu Nghĩa mà nhớ chú Hiếu không à? Con nhớ không? Bây giờ muốn hội ngộ em là đợi cho cái sao nhà cái sao 8 là hội đông đất rồi điện cho con lại nhà cô.
buồn quá chị ơi, cho chị rồi. Cho chị gì quá. Nói chút nữa là khóc luôn đó. Yeah.